Chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh chủ đề phương tiện giao thông nhé. Car. Xe hơi. Truck. Xe tải. Bus. Xe buýt. Bicycle. Xe đạp. Motorbike. Xe máy. Helicopter. Máy bay trực thăng. Sailboat. Thuyền buồm. Hot air balloon. Khinh khí cầu. Submarine. Tàu cánh ngầm. Subway. Tàu điện ngầm. Train. Xe lửa. Cruise ship. Tàu du lịch. Cargo ship. Tàu chở hàng. Jet. Máy bay phản lực. Horse. Ngựa. Camel. Lạc đà. Nếu bạn thích video này, hãy like, share và bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé.